cảm thấy khó chịu. Hai người này liên tục có nhiều pha phát cầu trúng vào cặp đôi đang ngồi ghế đá gần đó. Xin lỗi nha, không thôi. Viên chất liền luôn. Chạy, bỏ qua đi. Ui giam. Con quỷ này. Ê, mắt mày để chân mày đúng không? Hả? Đánh cầu xong đánh dũng người tao nè. Tao thấy tụi bay từ lúc đầu là cố tình đánh cái cầu vô người tụi tao. Và bây giờ đánh nguyên cái giọt vô người nữa. Không những không xin lỗi khi đánh trúng người khác, đôi nam nữ này còn cố tỏ vẻ thanh cao khi thanh minh là do gió thổi trúng, chứ mình không hề cố ý làm phiền đến đôi tình nhân này. Mà không kiểm soát được cái cầu của mình á, kiểm soát được cái tay của mình thì đừng có đánh nha, đi về nhà mà chơi đi. Trời ơi, chị nói chuyện mắc cười quá à. Tụi tôi mà kiểm soát được á, tụi tôi mà đánh giỏi tụi tôi đi tuyển thủ quốc gia rồi chứ đâu đứng đây tập làm gì. Còn anh chị nữa, muốn á thì đi ra sao kìa, bao nhiêu cái ghế đá hoặc là ra một bụi lùm người kia kìa ra đó mà ngồi. Có đâu mà ngồi ở đây. Ủa, ghế đá ở đây của công viên mà, của công cộng mà, tụi tôi có quyền ngồi, ai cắn không được ngồi.